Sau khi nhặt được chiếc túi xách bên trong có 300 triệu đồng, anh Phùng Văn Hiểu ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã mang đến công an phường trình báo. Và ngay sau đó, cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh, trao trả tài sản lại cho người đánh rơi. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 10, anh Phùng Văn Hiểu đang đi bộ tập thể dục trên đường Khúc Thừa Dụ thuộc phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, thì phát hiện một túi xách màu đỏ, bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên LTG, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Phố Lư, huyện Bảo Thắng, cùng 300 triệu đồng tiền mặt. Sau đó anh Hiểu đã tới trình báo tại công an phường Duyên Hải. Sau khi tiếp nhận thông tin và tài sản, công an phường Duyên Hải đã kiểm tra xác minh và xác định bà Dê là chủ của số tài sản trên. Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục, công an phường Duyên Hải phối hợp với đại diện chính quyền địa phương cùng anh Hiểu trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.